Ngày 29 tháng 9, Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2020. Theo số liệu thống kê, tăng trưởng kinh tế vẫn dương và GDP quý 3 tăng trưởng khởi sắc hơn so với quý 2, cho thấy nền kinh tế từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới. Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 năm 2020 ước tính tăng 2,62%. Tính chung 9 tháng, GDP ước tính tăng 2,12% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn giữ được mức tăng dương và là một điểm sáng. Trong 9 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 388 tỷ đô la, tăng 1,8%, xuất khẩu đạt 202 tỷ đô la, tăng 4,2%. Cán cân thương mại 9 tháng tiếp tục xuất siêu với mức 16,99 tỷ đô la. Đặc biệt, nổi lên vai trò của khu vực kinh tế trong nước với giá trị kinh mạch xuất khẩu 9 tháng tăng 20,2%. Bình quân quý 3 năm 2020, CPI tăng 3,18% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng năm 2020, CPI tăng 3,85% so với cùng kỳ năm 2019. Mức tăng bình quân 9 tháng cao nhất trong 5 năm gần đây.